Sakatun thì tham dự lễ này, nó đi ăn thịt gà, gà chiên, cơm chiên. Nay mừng lễ nha quý vị, mừng lễ phục sinh. Đây là mì xào tôm, đây cũng là mì xào tôm. Đây là gỏi ghê. Có một dãy bàn phía gần trong nhà thờ, mời tất cả những diễn viên có tham gia tiết mục sân khấu sẽ ổn định chỗ ngồi bên đó. Bên đây, bên đây cũng giống như bên kia. Cái này là con nít à? Nó ăn cùng cùng cái này. Tiếp theo đi. Ủa được bé đâu? Vậy sẽ ra làm hai. Cái gì nó làm mà chặt ra là nát hết. Nát hết. Cũng có thể được 340 người cùng vậy. Nó không ăn hết để dành đến Tết ăn hết. Đúng rồi. Có cái này nó không ăn hết để dành đến Tết.
Thế là
Trong những ngày đen tối và tuyệt vọng, các môn đệ tụ họp bên nhau và cùng nhau cầu nguyện. Ngày hôm nay, trong cuộc đời mỗi người chúng ta cũng thế, có những lúc huy hoàng, nhưng cũng có những lúc đen tối và xa ngã. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta có còn tin tưởng và cầu nguyện như các tông đồ không? Và linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy, Ngài đã viết ra nhạc phẩm Cho Con Vững Tin. Xin mời cậu đoàn cùng thưởng thức qua phần trình bày của nhóm Tăng Ca Nga, Nguyễn, Thùy Nguyễn và Trâm Trương ạ. Lâu quá không gặp cha. Lâu quá. Dạ. 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 Lâu quá